Em lại chào các bác nhá. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 7 năm 2022. Em là sĩ Hải Phòng. Hôm nay em lên cái video bán cho cô chú chị ít ki 5 cánh trắng trà gừng. Đấy. Thì hôm nay dàn em là mới du nhập thêm một ít trà gừng. Đây mọi người nhìn cái chậu chậu búi rơm đây trà gừng nhá. Em đang tính là tách cái chậu này ra, tách nhỏ ra, chứ để này thì khả năng là sang năm là nó sẽ phát triển hơi kém và nó sẽ không lợi mầm gốc. Đấy, cái này mai kia rỗi em sẽ tách cái búi rơm này ra. Đấy, trên này còn khá là nhiều ki, còn được 4 cái chi ở trên này nữa. 4 ki này em chưa có tách ra, thì lúc nào tách này em sẽ bán lốt. Ở đây em có một con Mitsu chưa có tên tuổi gì cả. Con này không bán nhé, quay cho mọi người xem tí cho nó vui thôi. Đây, 115 này. Con này con kiến rừng nhá, 15 này, 25 này. Đấy, 35 này, 45. Năm này năm thứ 5 được cái mầm như này. Rất là tròn. Rất là tròn đẹp. Mitsu. Thì đầu video ở đây em có hai cái ki Hồng Minh Châu. Cái này em bán 700.000 cái này. Bác nào thích thì hú em nhé. 700k một cái. Trước có cái bác ấy chốt rồi nhưng mà chắc là bận việc gì thì không lấy. Thì hôm nay em bán lại 700k một cái. Còn đây bác nào thích chậu lái trà gừng đây. Cái chậu này có 3 mầm gốc. Chậu này em bán là 1.600.000 nhé. Rất là đẹp. Cây ăn nắng rất phê, ngọn đang mở rất phê. Chậu này sẽ là một chậu lái đẹp để cho mọi người sưu tầm. Thì trà gừng ấy nó là cây giống thân thủ và nuôi nó đạt thì nó sẽ lên lá kẻ nha mọi người nhé, và đạt cả lá mít luôn đấy. Đây là cái cây trà gừng dòng rất là đẹp. Chậu này thì nó hơi cao tiền tí, bác nào mà thích chậu lái to đẹp thì cứ nhắn cho em. Chậu này khả năng em sẽ giữ lại, lúc nào em tách ra em bán một vài mầm xong đó em để lại, hoặc là em sẽ làm để nguyên chậu này làm chậu tác phẩm để chơi. Đấy, để giữa dàn như này nó xòe nhìn phê phết, sành mướt. Thì đơn thì ở đây em đã soạn ở đây rồi, nhưng mà đang quay náo nháo cho mọi người ngắm cây tí cho nó thích. Ở đây em đang có một bông hồng Á Hậu nó lở rất là phê. Đấy, thì chiều nó ngủ rồi. Hôm nay là nở ngày thứ hai, hôm qua thì bắt đầu hé, chiều nó ngủ rồi, bông rất đẹp nhé. Đấy. Em từ đầu năm giờ cũng lở khá là nhiều bông ấy. Cũng không thua kém gì một số vườn lớn đâu. Vườn lớn thì người ta đôi khi là còn cắt hết để ưu ki, nhưng mà em nhỏ nhỏ vẫn có hoa để cho mọi người ngắm. Đây cũng là một bông Á Hậu, bông này thì ngày mai nó sẽ lở. Rất đẹp. Ở đây có một ki bạch tuyết nhé. Ki này bác nào mà lấy thì em lấy là 5.500.000 này. Rất là phê. Còn ở đây là một ki hồng Á Hậu. Á Hậu này thì 1.500.000 một cái này. Đấy, toàn cây đẹp. Á Hậu. Chắc vài nữa nó dài đường ấy. Tàu này nó mở lá đi kinh lắm. Đây là Á Hậu nhá. Thì còn bác nào mà thích bạch tuyết ấy, thì ở đây em còn cái này 3.200.000 này. Cái này 3.000.000 này. Đấy, bác nào ấy thì cứ nhắn cho em, sau đó em sẽ chụp chi tiết cho mọi người xem. Những con này thì nó hơi to tiền hơn một chút, nhưng mà nó rất là khỏe. Nói chung là tiền to thì nó sẽ khỏe hơn. Sen hồng Hàm Yên. Đấy, em mới tạo, nhưng mà nó mở ngọn rất là phê.
Đấy. Thì em sẽ ra đơn ngoài này. Ra đơn ngoài này để em cho mọi người cùng sưu tầm. Ở đây là những cái ki làm cánh trắng trà gừng. Cái này thì em vừa mới tách ở ba cái chậu ki ra. Đây em sẽ cho mọi người xem lúc em tách, rễ rất là đẹp. Đây. Đây là Facebook của em nhé. Đấy. Còn đây là cái lô vừa lấy em tách đây này. Rễ nó đẹp lắm. Rễ cực kỳ đẹp luôn. Rễ rất đẹp, cây nào cũng rễ đẹp. Từ những cái kỳ nhỏ nhất trở đi. Đấy thì em có trồng, gọi là trồng vào cái chậu này đây. Trồng vào cái chậu nhỏ này để nó bảo quản bộ rễ. Để cho mọi người về, ví dụ trồng vào chậu khác thì cũng được, mà để nguyên chậu này cũng được. Cái này em dùng giá thể là bổ thông, em trộn với cả sơ dừa để bảo quản bộ rễ tốt nhất. Đến lúc mà mình gửi cho mọi người thì nó sẽ không bị hỏng cây. Nên các bác để ý tất cả các cái chỗ người ta bán hàng, hầu như là người ta sẽ nhổ tung ra. Ví dụ như thế là người ta sẽ nhổ tung ra, gửi cho nó nhàn. Nhưng mà cái cây nó đến mọi người về nó trột rất là lâu. Em thì có cái cách làm nó hơi khác chút. Đôi khi là em mất công, nhưng mà mọi người sẽ được những cái ki nó rất là đẹp. Về nhà mình nó không bị trột mấy. Đây, ki rất đẹp luôn. Cây ăn nắng rất là béo. Để các bác để ý những cái cây mà nó được ăn nắng nó béo. Béo lắm. Đẹp lắm. Rất phê. Còn cái này cái mầm gốc lách này. Thì cái lô này ấy, thì là em là cố tình là lên lên kênh để bán hàng, chứ bình thường em bán ở trên Facebook ấy thì các bác biết, nhiều bác biết Facebook em bán hàng thì anh em người ta nhắn tin người ta lấy rất nhanh, em bán cũng rất là nhanh. Đây là một người nhìn đây, anh em người ta cứ chọn đấy. Đấy cứ anh hai kia nọ kia. Đấy, cứ báo giá cái là anh em người ta sẽ lấy nhanh lắm. Thế nên là đây là ở trên cái bài đăng của em thôi, chứ còn nếu vào tin nhắn thì còn rất là nhiều. Nếu mà em bây giờ em vào tin nhắn này, mọi người nhìn đi, tin nhắn này 9 cộng này. Đấy, người ta nhắn người ta lấy nhanh lắm. Thế nên là cái lô này em là muốn nên bán tương tác ở trên YouTube để cho mọi người sưu tầm. Đấy thì các bác nào mà lấy thì này báo em nhá. Thì đơn số 1 nó gồm 2, 4, 5 ki. 5 ki này thì cứ em tính nó như kiểu là đơn số 1 cho nó dễ tính. Nhưng mà em bán theo chậu. Một chậu này em bán là 300 nghìn nhé. 5 anh trắng trà gừng. Một chậu này là 500 nghìn. 500 nghìn một chậu. À quên, là 300 nghìn một chậu. Xin lỗi mọi người nhé. 300k một chậu. Còn mặt hoa của nó lở tại cái giò mẹ đấy. Thì nó là cái mặt hoa này luôn. Đây, cái chậu mẹ là cái chậu vừa đấy em cho mọi người xem ấy, một cái đống rơm đấy là bông hoa ở đây. Đấy, 5 cánh trắng trà gừng. 5 cánh trắng bệt mũi trắng trà gừng. Rồi sang đến đơn số 2 là có 3 chậu. Thì em lấy ví dụ để cho mọi người dễ nhìn thôi, đây một loạt đơn thì nó em ví dụ một cây để cho mọi người biết thôi. Cái này là 400 nghìn một cái nhé. Cái này cũng là mầm gốc lách này. Mầm gốc lách 400 nghìn. Cái này 400 nghìn này. Cái này 400 nghìn này. Đấy. Toàn con đẹp thôi. Toàn cây rất là đẹp, rất là khỏe. Rồi sang đến số 3 thì nó có 2 cái. Số 3 thì em đấy, mọi người nhìn kia đi. Rất phê. 480 nghìn một cái. 480.000 một chậu. Chậu này 480. Chậu này 480. Rồi sang đơn số 4. Cũng là trà gừng. Chậu này kỳ này thì khỏe lắm. Mọi người nhìn phì lắm.
520k nhé. Rồi đang đến đơn số 5. Số 5 là cây mầm gốc lách. Em lách ở cây này ra này. Cái cây này là một búi mầm gốc. 600k. Đấy, ngọn rất phê. Sang đến đơn số 6 cũng là trà gừng. Cái này thì nó còn một cái thân già này. Thân già này thì các bác có thể khai thác được kỳ. 800.000. 800.000 mua trà gừng rất đẹp. Rồi sang đến đơn số 7 đó là cây hồng xòe. Xòe xanh ấy. Hồng xòe thì như cái kỳ này là em bán là 550 một kỳ. 550.000 một kỳ. Em còn 3 cái thôi, trên chậu kia còn một cái 500 nữa. Đây có hai cái này nó to hơn thì em cầm xuống. Hồng xòe thì hôm trước nó lở nhà em rất là phê. Đây để em cho mọi người xem cái bông hồng xòe nhà em nó lở. Nó lở cái kỳ năm nhất. Kỳ năm nhất mà nó được có khoảng 10 sen thôi. Thì hôm qua đáng nhẽ hôm nay là nó vẫn còn đây, nhưng mà hôm nay qua là mưa gió nó táp nên là nó bị kém đi rồi. Đây hồng xòe nhà em đây. Đấy, nó lở cái kỳ năm nhất này, kỳ nhất được 10 sen đây, không có to khỏe gì đâu, nhưng mà vẫn được bông hoa nó thực sự đẳng cấp. Các bác xem video hôm trước thì chắc là nhìn thấy em quay cái cây hồng xòe này rồi. 550.000 một chậu. Về mọi người chỉ tưới nước thôi. Cái này thì vỏ thông Ochita rất là đẹp. Dễ đẹp, vỏ thông Ochita đẹp. Rồi bác làm sưu tầm bồng lai thì ở đây em còn vài cái. Đây như cái này là em bán 4 triệu một cái này. Lại 4 triệu một cái này. Lại 4 triệu một cái này. Đây, như cái này là 3 triệu này. Cái này 3 triệu này. Đây là hồng bồng lai. Còn là cái kia em bán rồi. À đây cái hồng xòe đây. Đấy nhưng mà nó bị qua mưa gió mạnh nó táp nó hỏng này. Xòe đấy. Một bông cực kỳ đẹp. Mọi người về kỳ ươm kia về cuối năm được 10 sen là cũng có thể là ngắm được hoa rồi. Nên là chơi những cái cây nó dễ hoa nó cũng sướng. Đó là những cái đơn ở ngày hôm nay em muốn chia sẻ cho cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị nào mà sưu tầm cái gì thì cứ ới em nhé. Nhiều bác hỏi lâm sung ấy, nhưng mà em tách mầm ra đây nhưng mà nó chưa có bám rễ nên em chưa bán. Đấy lâm sung đây. Em mới tách vẫn để đây để cho nó mát. Nó chưa có xuống rễ nên là chưa bán được. Đây rễ này nó đâm xuống rồi. Nhưng mà phải đợi một thời gian nữa. Lâm sung đợi thời gian nữa nó khỏe hẳn thì bán. Đây bạch trà đây, bạch trà này em gửi vườn nhà người ta chăm hỏng hết rễ, kém lắm, phải héo hết cây rồi. Cây này chắc là vớ vẩn là hỏng đấy. Nó đeo 4 cái kỳ kia, à đâu 3 cái kỳ một bông hoa ấy. Thôi cứ để ngắm hoa thôi. Còn cây mầm gốc thì chắc là em sẽ tách cái mầm gốc ra. Cái này chắc tách mầm gốc ra, cứu được mầm gốc. Còn cái này cứ để nó lở hoa thôi. Đợt ra em mua cao tiền. Bạch trà đã, mắt trâu đây. Làm cái trắng mắt trâu. Hôm nay nên kỳ đẹp phết rồi. Kỳ nên đẹp phết rồi. Ý xời. Như cái này em cũng chưa có bán nhá. Cái này là hồng giờ ít nhắc đến nó lắm lúc là quên. Hồng Yên Thủy đây. Cô nào thích cái chậu này em bán cho là 600.000 nhá. Thôi 550, 550.000. Gửi cả chậu về các bác về là đợi một thời gian nó ra rễ được 3 chậu, 3 kỳ là 3 chậu, 550.000. Quá rẻ. Quá rẻ cho một cuộc tình. À đây còn hồng mỹ nhân. Hồng mỹ nhân. Đây. Em bán những cái chậu này nữa đi. Những cái này thì nó mất mầm gốc rồi. Nên là chỉ còn kỳ thôi. 4 cái
một chậu 4 cái này. Năm nay là 750 nha. Con nào thích thì cứ hú em. 750.000 cho 4 cái kỳ. À, kỳ cứ để này chắc là phát triển dài đồng bằng thì nó mới... Đấy, còn bác nào thích chậu to về ép ép nó xuống vào đây luôn này. Tại vì nó còn dễ mẹ nó nuôi nên nó sẽ rất là khỏe, nó lên rất là khỏe. 750.000. Nhật hạ. Nhìn thân lá nhật hạ em rất thích nhìn cái cây thân nhật hạ nhé. Cây thì bắt đầu tầm này trở đi là bắt đầu nó béo rồi. Mọi người nhìn này, nó béo rồi này, ăn đầy đủ dưỡng chất là nó béo rồi này. Đấy, kể cả bạch tuyết của em thì bây giờ nó rất là béo rồi. Đem sang cho mọi người xem. Bạch tuyết trước các thứ giờ nó bắt đầu béo rồi. Đấy, nếu như các bác chăm nó được nắng, được gió, được ăn đầy đủ dinh dưỡng thì bắt đầu là cây nó sẽ béo. Mùa này bắt đầu béo rồi, cuối năm là nó sẽ rất là to. Đây mọi người nhìn chưa? À, nó béo rồi này. Cái nào cũng béo rồi. Đấy, mọi người nhìn chưa? Bắt đầu xỉnh bụng ra rồi, có chữa rồi. Cây nào cũng béo rồi. Đấy. Đây phải chơi đến này, cây này thì là cái kỳ. Cái kỳ ươm đầu mùa đấy. Dài đường rồi. Đang béo. Những cái này thì nó vớ vẩn chuẩn bị là nó sẽ tiếp tục đẻ đấy. Cái này là cái mầm gốc em tách ở cái chậu có hoa kìa, cái chậu ôm trước có hoa ở đây này. Cái này cái mầm gốc này là tách ở cái này. Hôm nay nó béo lắm mày. Béo có tướng bằng ngón tay nơi. Những cái con này sang năm rất là khỏe. Cái này em chưa có bán. Thì các bác có bạch tuyết ấy, theo em chịu khó tách mầm để cho nó thoáng gốc, sang năm nó đẻ nó khỏe, mà cái hai là nó khỏe cây này, thứ ba là nó hai ấy, là nó thoáng gốc thì cây mình nó phát triển rất là mạnh. Mặc dù là mình tách cái mầm gốc ra như này ấy, nó sẽ phát triển kém hơn so với nó đang ấm chậu, nhưng mà sau này nó về tương lai ấy, thì nó sẽ rất là khỏe, nó sẽ thoáng gốc, cây mình nhân giống nó sẽ dễ chịu hơn. Ví dụ mình cứ để búi, ví dụ cái chậu này của em nó có 6 mầm gốc tất cả, em tách ra 3 cái rồi. Tách ra 3 cái to rồi thì bây giờ nó lên 3 cái nhỏ nhỏ như này. Thì như này bây giờ nó ngược được 8 sen cái thì cuối năm thì nó phải được tầm 3 40 sen đấy là được rồi. Mà nó thoáng gốc. Như này ấy, là em đợi cái rễ nó hoàn thiện nữa là em sẽ tách nó tách tiếp. Em chỉ để lại một hoặc hai cái mầm gốc ở đấy thôi, không để nhiều. Mời mọi người ngắm tiếp, ngắm lại á hậu nhé. Rồi em là sĩ Hải Phòng nhé. Chúc cô chú anh chị có buổi tối vui vẻ. Hẹn mọi người cái video lần sau.